Nào các em, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xây một ngôi nhà mới nữa. Và ngôi nhà mới này là ngôi nhà na ná với câu chuyện cô bé lọ lem của mình ha. Tức là ngôi nhà của mình đó sẽ có khoảng chừng cũng 3 gian, 4 gian gì đó. Và ngôi nhà của mình sẽ có khu vườn riêng, có một khoảng sân sau để cho câu chuyện của chúng ta diễn ra tại ngôi nhà này đó các bạn. Nào bây giờ chúng ta hãy thử nhìn qua coi coi bản ước của chị ngày hôm nay, bản ước sẽ đem đến cho chúng ta điều gì bất ngờ hay không ha. Nào đầu tiên bản ước sẽ sắp xếp cái sàn bên dưới cho những ngôi nhà của mình. Bạn ấy sắp theo hình chữ L. Rồi bây giờ bạn ấy sẽ tiến hành xây dựng những bức tường đó mấy em. Các em biết không, câu chuyện cô bé lọ lem chắc chắn không còn lạ gì với mấy em nữa phải không nè. Cô bé lọ lem suốt ngày phải làm những cái công việc rất là nặng nhọc, như là nào là rửa chén, quét nhà, nấu cơm, dọn dẹp. Mà nhà ở đây là một ngôi nhà rất là lớn, kèm theo đó là phải chăn nuôi cả gia súc gia cầm, rồi phải dọn dẹp luôn cả cho cả chuồng gà, chuồng bò, chuồng lợn, chuồng dê. Trời ơi, rất là nhiều công việc lắm em. Nhưng mà chị lọ lem của chúng ta vẫn luôn luôn yêu đời, luôn luôn vui vẻ. Thế mới nói nụ cười luôn là làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Mặc dù là công việc của mình nhiều lúc thiệt là nhiều, chị Nấm cũng vậy, chị Nấm học bài hoài à, nên nhiều lúc chị Nấm cũng mệt lắm đó. Nhưng mà lúc nào chị Nấm cũng thật nhủ trong lòng của mình là mình phải vui lên. Nếu mình không có vui lên á, thì các bạn nhỏ của mình không có vui nè. Và do đó chị Nấm phải sắp xếp một thời khóa biểu thật là hợp lý để cho việc học của mình nè, rồi việc chơi với các bạn nè, nó trở nên không bị sao nhãng. Chính vì vậy có lẽ mẹ chị Nấm hiểu được đó, nên là cho đến tận bây giờ chị Nấm vẫn chưa bị mẹ phàn nàn gì nhiều hết. Lâu lâu có chút chút thôi. Mẹ em có vậy không? Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nha. Chúng ta vui chơi nhưng mà đừng sao nhãng công việc của mình ha. Chúng ta quay lại với chị lọ lem nào. Chị lọ lem á hả, phải dọn dẹp rất là nhiều. Chính vì vậy chị lọ lem quen biết rất là nhiều người bạn, những người bạn nhỏ của chúng ta. Như là các em xem phim hoạt hình á, các em thấy là có bạn chim nè, bạn chim hoàng yến, chim vàng đó. Rồi có những bạn chuột nè, rồi có những bạn giống như là bạn sóc nè. Các bạn ấy đều muốn giúp đỡ cho chị lọ lem, bởi vì các bạn ấy thấy chị lọ lem dễ thương và tội nghiệp quá, suốt ngày bị mọi người bắt nạt thôi. Chị cũng rất là thương chị lọ lem. Lần đầu tiên chị xem phim hoạt hình chị lọ lem mà chị muốn rơi nước mắt luôn. Chị suy nghĩ tại sao mà mấy người đó ác quá, bắt chị lọ lem làm đủ thứ hết, đã vậy rồi còn phải giặt đồ nữa chứ. Trời ơi, mấy bé có bao giờ phải giặt đồ bằng tay chưa? Nếu như chưa thì các em chưa hiểu được nỗi khổ của chị lọ lem đâu. Giặt bằng tay á, mình phải vo, sau đó mình còn phải vắt làm sao phải khô nước để cho nó mau khô. Nếu không á hả, thì làm sao có đồ khô đây. Mà mỗi lần chị lọ lem không làm được việc như yêu cầu của bà dì ghẻ thì lập tức bà dì ghẻ sẽ lấy đòn roi đánh lên người lọ lem. Ôi trời ơi, tội nghiệp lọ lem quá. Trong khi lọ lem có hai người em cùng cha khác mẹ lại rất là sung sướng, không phải làm gì cả, suốt ngày ngồi chơi lười biếng. Hết hội hè này đến hội hè khác, suốt ngày quần áo áo, không có biết làm gì cả. Như người ta thấy chị của mình vất vả như vậy thì phải phụ chứ, đúng không? Thấy chị mình vậy thì chạy lại, chị lọ lem ơi, có cần em giúp chị làm món ăn này hay không, lặt rau hay không, có cần em giặt đồ giúp chị hay không. Vậy đó, mà các bạn ấy cứ mãi vui chơi khiến cho chị lọ lem của chúng ta khổ ơi là khổ, cực ơi là cực, thương làm sao á. Nào các em nhìn thử xem coi bản ước của mình đã xây xong được một ngôi nhà chính rồi. Ngôi nhà này là nơi á mà bà dì ghẻ nè,
là hai cái cô em của Lọ Lem á ở đây nè. Rồi còn những cái nơi mà bắt ngang qua là những cái phòng riêng, sinh hoạt riêng à, như vậy phòng, cái phòng mà gọi là phòng ngủ riêng của các bạn đó đó, nó nằm ở trong cái dãy này nè. Cái dãy mà bạn của chị ớt sắp sửa, bạn của chị nắm chứ sắp sửa làm rồi đó. Bạn ớt ơi, bạn ớt đang làm phòng cho hai cô gái đó phải không? Bạn ớt xác nhận là đúng rồi đó. Rồi, bây giờ bạn ớt đang tiến hành lắp cửa ha. Mình quay lại với câu chuyện của bạn tiếp nè. Các em biết không, chị Lọ Lem á hả, rất là mơ ước được đi chơi ha, được đi dạ hội ha. Nhưng mà bà dì ghẻ này nè, đâu có muốn Lọ Lem xuất hiện trong buổi dạ hội đâu. Nếu như Lọ Lem xuất hiện trong buổi dạ hội như thế thì Lọ Lem sẽ trở nên quá đặc biệt. Bởi vì Lọ Lem rất là xinh đẹp, nết na ngoan ngoãn. Chính vì bà dì ghẻ hiểu được điều này, cho nên là bà dì ghẻ cố ý giao thật là nhiều việc, không cho Lọ Lem đi đâu hết. Thật là ác đúng không? Người ta muốn đi chơi mà cũng không cho người ta đi chơi nữa. Tiếc là nãy giờ chúng ta mới phát hiện bạn của chị Nấm đang thay thế một cái khu lớn hơn, một dải đất lớn hơn, để chúng ta có được cái căn nhà chúng ta dài hơn một chút ha. Rồi sau đó bạn của chị Nấm mới tiến hành đo lo lắp thêm một số vật dụng nữa để có thể xây được một ngôi nhà ưng ý đó. Thế thì cái khu nhà ở bên dưới các cô con gái có thể di chuyển dễ dàng từ nơi này sang nơi khác. Nhà mà càng rộng thì điều này có nghĩa là chị Lọ Lem của mình phải làm nhiều việc hơn đó mấy em. Nhưng mà nó đúng là như vậy thôi. Bà dì ghẻ vì không muốn cho Lọ Lem được đi chơi với lại hai em của mình, nên là bà dì ghẻ cố ý giao thật là nhiều công việc, và thậm chí là nhốt Lọ Lem lại ở trong nhà luôn, không cho đi đâu hết. Quần áo thì lúc nào cũng chỉ mặc một bộ đồ rách rưới. Tội nghiệp quá đi, nhìn thấy mà thương ghê. Chính vì vậy bà tiên mới hiện ra hóa phép, biến cho Lọ Lem một cỗ xe ngựa, biến cho Lọ Lem một đôi giày pha lê, biến cho Lọ Lem một cái áo đầm thật là tuyệt vời, thật là xinh đẹp. Và các bạn chim, các bạn sóc, các bạn chuột của chúng ta thì thay nhau trang điểm cho Lọ Lem. Thế thì Lọ Lem chúng ta mới được thoát khỏi ngôi nhà này và đi đến cung điện để cùng tham gia buổi dạ hội đó mấy em. Tới đây mấy em còn nhớ câu chuyện đó không nè? Khi đến buổi dạ hội thì chuyện gì xảy ra? Bà tiên có dặn Lọ Lem là khi tiếng chuông gõ 12 giờ thì phải ngay lập tức Lọ Lem phải rời khỏi cung điện. Vì nếu như không rời khỏi ngay lập tức thì mọi thứ trên người Lọ Lem sẽ trở nên y như cũ. Quần áo sẽ cũ rách như cũ nè. Rồi xe ngựa sẽ quay ngược trở lại thành trái bí. Những người mà đi theo Lọ Lem để đánh ngựa cho Lọ Lem sẽ biến lại thành những bạn chuột. Kể ra tội cho Lọ Lem quá à. Đúng là chỉ có giấc mơ của Lọ Lem thôi, chứ không phải là hiện thực. Lọ Lem chỉ có mỗi đôi giày pha lê là thật sự tồn tại thôi đó mấy em. Như vậy ước mơ của các cô gái đôi khi cũng chỉ là ước mơ. Nhưng mà có điều gì nè, chúng ta phải trân trọng ước mơ đó. Chúng ta phải nhớ về những giấc mơ để chúng ta cố gắng phấn đấu, làm sao đó chúng ta trở nên tốt hơn, đẹp hơn. Nếu mà chúng ta không có mơ ước thì cũng không tốt tí nào đúng không? Cho nên các em cứ tự tưởng tượng mơ ước trở thành những nàng công chúa xinh đẹp đi, để mình phải nỗ lực để trở thành những người xinh đẹp hoàn hảo, ngoan ngoãn, đúng nghĩa với một nàng công chúa. Hầu như nàng công chúa nào cũng gặp phải những rắc rối. Chị Tấm đã từng nói với tụi em điều này rồi đúng không? Như vậy là khu nhà cuối cùng cũng đã xong. Nhưng mà các em biết không, ngay trong khu nhà cuối cùng này lại là nơi bà dì ghẻ nhốt Lọ Lem lại đó. Bây giờ bạn của chị, bạn ớt sẽ tiến hành làm cái hàng rào ha, nơi mà chị Lọ Lem của chúng ta sẽ thường xuyên
đưa gia súc vào đây nè, rồi đưa gia súc ra ngoài nè, để cho gia súc ăn cỏ, gặm cỏ, đi lang thang. Nhà rộng bao nhiêu thì mệt bấy nhiêu đó chị Lọ Lem ơi. Nhưng biết sao bây giờ, tại vì chị quá là khổ sở đúng không nè, đâu ai muốn đâu. Nhưng mà chị ấy vẫn luôn vui vẻ tươi cười, các em thấy chị Lọ Lem có đáng khâm phục không? Chúng ta hãy nhớ lại xem. Thì ra vào lúc 12 giờ đã điểm, Lọ Lem của mình á, thật sự mà nói chưa bao giờ được chứng kiến những cảnh tượng đẹp như thế, cho nên là Lọ Lem mê mẩn mê tích luôn và quên luôn đó mấy em. Wow, bây giờ khu nhà của chúng ta đã hoàn thành rồi nè. Như vậy câu chuyện về Lọ Lem chúng ta sẽ nói sau ha. Bây giờ các em thấy đó, bạn chị Nấm đã đưa lên ngôi nhà cho chúng ta cùng xem. Ở bên dưới ngôi nhà chúng ta thấy là có một cái đường rất là thoáng, bởi vì ngôi nhà này được làm ở trên cao mà. Ở bên dưới được chống bởi những cái cây để tránh thú dữ đó mấy em. Nó mô hình thức của nhà sàn đó, vừa cao ráo vừa sạch sẽ, thật là thú vị ha. Rồi chào các em nha.